246. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát rồi đi vào thành Kosambi để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Kosambi, trên đường khất thực trở về sau bữa ăn, Đức Thế Tôn đã thu xếp chỗ trú ngụ, cầm y bát rồi đứng giữa hội chúng Tỳ khưu nói lên những lời kệ này. 247 chúng phàm phu náo nhiệt chẳng ai nghĩ mình ngu dầu hỏi chúng tan dở chúng nghĩ chẳng ai hơn lời kẻ trí cởi mở nói đủ chuyện trên đời chúng muốn miệng há rộng bị lôi đi chẳng biết những ai cố chấp rằng người chửi ta đánh ta thắng ta cướp bóc ta người ấy hận không tan những ai không cố chấp Ngươi chửi ta, đánh ta, thắng ta, cướp bóc ta, người ấy hận tiêu tan. Hận thù chẳng bao giờ tiêu tan do thù hận, nhưng bởi không thù hận, pháp ấy có từ xưa. Những người khác không biết, nơi đây ta kềm chế, kia mọi người đều rõ, tranh cãi tự nhiên tan, xương tan mạng chẳng còn cướp ngựa, bò, tài sản, trong khi xâm chiếm đất, chúng còn biết hợp đoàn. Sao các người lại không? Nếu người có bạn hữu, trí tuệ cùng đi chung, thông minh, sống khôn khéo, vượt qua mọi gian khổ, nhờ thế vị ấy sống hoan hỷ, trú được niệm. Nếu người không bạn hữu, trí tuệ cùng đi chung, thông minh, sống khôn khéo, như vua bỏ dương quốc, như voi và rừng rậm, voi đi chỉ một mình. Tốt hơn đi một mình, không kẻ ngu làm bạn, vị ấy sống đơn độc, ác không làm, chẳng lo, như voi và rừng rậm, voi đi chỉ một mình. 248 khi ấy đức thế tôn đứng giữa hội chúng tỳ khưu đã nói lên những lời kệ này rồi đi đến ngôi làng Karaka. vào lúc bấy giờ đại đức bagu đang trú tại ngôi làng Karaka. đại đức bagu đã nhìn thấy đức thế tôn từ đàng xa đang đi lại sau khi nhìn thấy đã sắp đặt chỗ ngồi đem lại nước rửa chân ghế kê chân tấm trà chân rồi đã đi ra rước lấy y bát. Đức Thế Tôn đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, đã rửa hai bàn chân. Đại Đức Ba Gu đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Ba Gu đang ngồi một bên điều này. Này tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và Bạch Ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đại Đức Ba Gu bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến khu vườn cây Pachinavansa. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Anuruddha, Đại Đức Nandiya và Đại Đức Kimbila trú tại khu vườn cây Pachina Vansa. Người giữ khu vườn cây đã nhìn thấy Đức Thế Tôn từ đàng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Này ông Sa Môn, chớ có đi vào khu vườn cây này. Ở đây có ba người con trai, gia đình danh giá và có tính tự trọng, trú ngụ chớ có gây phiền nhiễu đến họ. Đại đức Anuruddha đã nghe được người giữ khu vườn cây đang căn dặn Đức Thế Tôn. Sau khi nghe, đã nói với người giữ khu vườn cây điều này. Này đạo hữu giữ vườn, chớ có ngăn cản Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư của chúng tôi là Đức Thế Tôn đã đến. Sau đó, Đại đức Anuruddha đã đi đến gặp đại đức Nandiya và đại đức Kimbila. Sau khi đến, đã nói với đại đức Nandiya và đại đức Kimbila điều này: "Các đại đức hãy đi ra, các đại đức hãy đi ra, bậc đạo sư của chúng ta là Đức Thế Tôn đã đến." Khi ấy, đại đức Anuruddha, đại đức Nandiya và đại đức Kimbila đã đi ra đón Đức Thế Tôn một vị đã nhận lấy y bát của đức thế tôn, một vị đã sắp xếp chỗ ngồi, một vị đã mang lại nước rửa chân, ghế kê chân và tấm trà chân. đức thế tôn đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. sau khi ngồi xuống đã rửa hai bàn chân. các vị đại đức ấy đã đảnh lễ đức thế tôn rồi ngồi xuống ở một bên. đức thế tôn đã nói với đại đức anuruddha đang ngồi một bên điều này. Này các vị Anuruddha, các người sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Việc đi khất thực có khỏi bị khó nhọc không? Bạch Thế Tôn, sức khỏe khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, việc đi khất thực không có bị khó nhọc. Này các vị Anuruddha, các người sống có sự hợp nhất thân thiện không cãi cọ, có được trạng thái như sữa với nước, có nhìn nhau bằng những ánh mắt triều mến không? Bạch Thế Tôn chắc chắn là vậy. Chúng con đây sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt triều mến. Này các vị Anuruddha, các người sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt triều mến là như thế nào? Bạch Ngài, ở đây con khởi ý như vậy. Thật lợi ích cho ta, thật ta đã khéo đạt được khi ta sống với các vị đồng phạm hạnh như thế này. Bạch Ngài, đối với các đại đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp đã được khởi lên công khai hoặc kín đáo, sự thân thiện qua khẩu nghiệp sự thân thiện qua ý nghiệp đã được khởi lên công khai hoặc kín đáo và bạch ngài con đây đã khởi ý như vậy hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này bạch ngài rồi con đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm của các đại đức này bạch ngài chúng con tuy có các thân khác nhau nhưng con nghĩ rằng chỉ có một tâm rồi Đại Đức Nandiya và Đại Đức Kim Bila cũng đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, ở đây con khởi ý như vậy. Thật lợi ích cho ta, thật ta đã khéo đạt được khi ta sống với các vị đồng phạm hạnh như thế này. Bạch Ngài, đối với các Đại Đức này, sự thân thiện của con đây qua thân nghiệp đã được khởi lên công khai hoặc kín đáo. Sự thân thiện qua khẩu nghiệp, sự thân thiện qua ý nghiệp đã được khởi lên công khai hoặc kín đáo. Và bạch ngài, con đây đã khởi ý như vậy. Hay là ta nên buông rơi tâm của ta và hành động thuận theo tâm của các đại đức này? Bạch ngài, rồi con đã buông rơi tâm con và hành động thuận theo tâm của các đại đức này. Bạch ngài, chúng con tuy có các thân khác nhau, nhưng con nghĩ rằng chỉ có một tâm. Bạch ngài, chúng con sống có sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, được trạng thái như sữa với nước và nhìn nhau bằng những ánh mắt triều mến là như thế ấy. Này các vị Anuruddha, các người sống có ít bị sao lãng, có sự tinh tấn và nỗ lực của bản thân hay không? Bạch Ngài chắc chắn là vậy. Chúng con đây sống ít bị sao lãng, có sự tinh tấn và nỗ lực của bản thân. Này các vị Anuruddha, các người sống ít bị sao lãng, có sự tinh tấn và nỗ lực của bản thân là như thế nào? Bạch Ngài, ở đây, vị nào trong chúng con đi khất thực từ làng trở về trước tiên, vị ấy sắp xếp chỗ ngồi, chuẩn bị nước rửa chân, ghế kê chân, tấm trà chân, rửa chậu đựng đồ thừa rồi đem lại, đem lại nước uống và nước rửa. Vị nào đi khất thực từ làng trở về sau cùng, nếu vật thực được ăn còn thừa lại nếu muốn thì vị ấy có thể ăn nếu không muốn thì đem quăng bỏ ở nơi không có cỏ xanh hoặc đổ xuống nước không có sinh vật vị ấy xếp chỗ ngồi lại dọn dẹp nước rửa chân ghế kê chân tấm chà chân rửa chậu đựng đồ thừa rồi cất đi dọn dẹp nước uống nước rửa và quét nhà ăn vị nào thấy lưu nước uống hoặc lưu nước rửa hoặc lưu nước nhà vệ sinh hết nước trống trơn, vị ấy đổ nước vào. Nếu vị ấy không làm nổi, sau khi ra hiệu bằng tay mời vị thứ hai lại, chúng con nhờ vị kia phụ giúp với hành động bằng tay và bạch ngài, nhưng không vì lý do đó mà chúng con nói ra lời. Bạch ngài, cứ mỗi năm ngày, chúng con ngồi lại cho việc thảo luận giáo pháp trọn đêm. Bạch ngài, chúng con sống ít bị sao lãng, có sự tinh tấn và nỗ lực của bản thân là như thế ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đại đức Anuruddha, Đại đức Nandiya và Đại đức Kimbila bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi du hành về phía Parileyaka. Trong khi tuần tự du hành, ngài đã ngự đến Parileyaka Tại nơi đó, ở Parileyaka, Đức Thế Tôn sống trong khu rừng cây được bảo vệ dưới gốc cây Sala xinh đẹp. 249. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong khi thiền tịnh ở nơi thanh vắng, có ý nghĩ suy tầm như vậy đã sanh khởi. Trước đây, ta đã sống không thoải mái, bị quấy rầy bởi các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng. Bây giờ, ta đây sống an lạc, thoải mái, một mình, không người thứ hai, thoát khỏi các tỳ khưu ở Cô ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng có con lông tượng nọ sống bị quấy rầy bởi những con voi bởi những con voi cái bởi những con voi tơ bởi những con voi bé và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn chúng nhai các nhánh cây đã được nó bẻ gãy rời ra và nó uống các thứ nước đã bị khuấy đục khi nó vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ sáp vào thân khi ấy con lông tượng ấy đã khởi ý điều này ta sống bị quấy rầy bởi những con voi bởi những con voi cái bởi những con voi tơ bởi những con voi bé và còn phải nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn chúng nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy rời ra và ta uống các thứ nước đã bị khuấy đục khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái chạy lại cọ sát vào thân hay là ta nên sống một mình tách ra khỏi đám đông sau đó con long tượng ấy tách khỏi bầy đi đến Parileyaka, chỗ khu rừng cây được bảo vệ, nơi gốc cây Sala xinh đẹp. Gặp Đức Thế Tôn, sau khi đến đã dùng dòi phục vụ Đức Thế Tôn nước uống, nước rửa và dọn sạch cây cỏ. Khi ấy, con long tượng ấy đã khởi ý điều này. Trước đây ta đã sống bị quấy rầy bởi những con voi, bởi những con voi cái, bởi những con voi tơ bởi những con voi bé và đã nhai các thứ cỏ đã bị đứt ngọn. Chúng đã nhai các nhánh cây đã được ta bẻ gãy rời ra và ta đã uống các thứ nước đã bị khuấy đục. Khi ta vượt qua dòng sông cạn thì những con voi cái đã chạy lại cọ sát vào thân. Bây giờ ta đây sống an lạc, thoải mái, một mình, không hai, thoát khỏi các con voi, các con voi cái, các con voi tơ, và các con voi bé. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi hiểu được sự tách ly của bản thân đã dùng tâm biết được ý nghĩ suy tầm của con long tượng ấy, rồi vào lúc ấy đã thốt lên lời cảm hứng rằng Do Chúa có ngà bự, cùng với Chúa loài người, tâm với tâm hợp nhất, vui rừng thẳm một mình. 250. Sau đó, khi đã ngự tại Parileyaka theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến thành Savatthi. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Savatthi. Tại nơi đó, ở thành Savatthi, Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, tu viện của ông Anathapindika. 251. Khi ấy các cư sĩ ở Kosambi đã khởi ý điều này. Các ngài tỳ khưu ở Kosambi này là những người đã làm nhiều điều không lợi ích cho chúng ta. Đức Thế Tôn bị quấy rầy bởi cấp vị này nên đã bỏ đi. Vậy thì chúng ta không nên đảnh lễ các ngài tỳ khưu ở Kosambi, không nên đứng dậy chào, không nên thực hiện việc chắp tay và hành động thích hợp, không nên tôn trọng, không nên cung kính, không nên sùng bái, không nên cúng dường, không nên bố thí đồ ăn khất thực cho các vị đi đến. Như thế ấy, các vị này trong khi không được tôn trọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi chúng ta, và khi đã không còn được tôn trọng, các vị hoặc là sẽ bỏ đi, hoặc là sẽ hoàn tục, hoặc là sẽ có niềm tin nơi Đức Thế Tôn. Sau đó, các cư sĩ ở Kosambi đã không đảnh lễ, không đứng dậy chào, không thực hiện việc chấp tay và hành động thích hợp, không tôn trọng, không cung kính, không sùng bái, không cúng dường, không bố thí đồ ăn khất thực cho các vị đi đến. Khi ấy, các tỳ khưu ở Kosambi, trong khi không được tôn trọng, không được cung kính, không được sùng bái, không được cúng dường bởi các cư sĩ ở Kosambi và khi đã không còn được tôn trọng nữa, đã nói như vậy. Này các đại đức Vậy thì chúng ta nên đi Savatthi và giải quyết sự tranh tụng này trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn. Sau đó, các tỳ khưu ở Kosambi đã thu xếp chỗ trú ngụ rồi cầm y bát đi đến thành Savatthi. 252. Đại đức Sariputta đã nghe rằng nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng đang đi đến thành Savatthi. Khi ấy, Đại Đức Sariputta đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Sariputta đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Nghe nói các tỳ khưu ở Kosambi ấy là những vị thường gây nên các sự xung đột, cãi cọ, tranh luận, nói chuyện nhảm nhí và tranh tụng trong hội chúng, đang đi đến thành Savatthi. Bạch Ngài, con nên thực hành đối với các tỳ khưu ấy như thế nào? Này Sariputta, như thế thì người hãy hỗ trợ các vị nào đúng pháp. Bạch Ngài, con nên hiểu đúng pháp và sai pháp như thế nào? Này Sariputta, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Sariputta, trường hợp vị tỳ khưu tuyên bố phi pháp là pháp, tuyên bố pháp là phi pháp, tuyên bố phi luật là luật, tuyên bố luật là phi luật. Tuyên bố điều đã không được giảng, không được nói bởi Đức Như Lai là điều đã được giảng, đã được nói bởi Đức Như Lai tuyên bố điều đã được giảng đã được nói bởi đức như lai là điều đã không được giảng không được nói bởi đức như lai tuyên bố điều không được thực hành bởi đức như lai là điều đã được thực hành bởi đức như lai tuyên bố điều được thực hành bởi đức như lai là điều đã không được thực hành bởi đức như lai tuyên bố điều không được quy định bởi đức như lai là điều đã được quy định bởi đức như lai tuyên bố điều được quy định bởi đức như lai là điều đã không được quy định bởi đức như lai tuyên bố vô tội là phạm tội tuyên bố phạm tội là vô tội tuyên bố tội nặng là tội nhẹ tuyên bố tội nhẹ là tội nặng tuyên bố tội còn dư sót là tội không còn dư sót tuyên bố tội không còn dư sót là tội còn dư sót Tuyên bố tội xấu xa là tội không xấu xa, tuyên bố tội không xấu xa là tội xấu xa. Này Sariputta, người nói sai pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này. Này Sariputta, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc. Này Sariputta, trường hợp vị Tỳ khưu tuyên bố phi pháp là phi pháp, tuyên bố pháp là pháp tuyên bố phi luật là phi luật tuyên bố luật là luật tuyên bố điều đã không được giảng không được nói bởi đức như lai là điều đã không được giảng không được nói bởi đức như lai tuyên bố điều đã được giảng đã được nói bởi đức như lai là điều đã được giảng đã được nói bởi đức như lai tuyên bố điều không được thực hành bởi đức như lai là điều không được thực hành bởi đức như lai Tuyên bố điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai là điều đã được thực hành bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã không được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố điều đã được quy định bởi Đức Như Lai là điều đã được quy định bởi Đức Như Lai. Tuyên bố vô tội là vô tội. Tuyên bố phạm tội là phạm tội. Tuyên bố tội nhẹ là tội nhẹ tuyên bố tội nặng là tội nặng, tuyên bố tội còn dư sót là tội còn dư sót, tuyên bố tội không còn dư sót là tội không còn dư sót, tuyên bố tội xấu xa là tội xấu xa, tuyên bố tội không xấu xa là tội không xấu xa. Này Sariputta, người nói đúng pháp sẽ được nhận biết do 18 sự việc này